Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Lệ vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về chú mèo đang đội chiếc mũ. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh nhé. Và mình sẽ tô màu hồng cho cái phần chiếc mũ này. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho cái phía bên này nhé. Mình tô màu cam cho cái phần màu lông của chú mèo này nhé. Tiếp theo là cái phần thân của chú mèo này nhé. Và tiếp theo trên diện thân này mình sẽ sử dụng màu xanh nhạt nhé. Tiếp theo là cái đuôi của chú mèo này nhé. Tô màu xanh dương cho cái rợi quàng cổ này nhé.
màu hồng. Và video tiếp theo là cái phần màu đỏ cho cái mũi của chú mèo này nhá. Còn phần chú cái này thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô cho phần. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.